kính thưa các bạn, hôm nay Tiết già xin chia sẻ chủ đề nói về sự thay đổi địa hình, tức là biển quá cồn dâu, cồn dâu thành biển, rồi những cái chỗ mà thành phố là thành rừng, rồi những cái chỗ mà giống như là hả à, biển là lại nổi lên cồn, nó từ đây sắp tới các bạn nhìn thấy rất là lạ mà làm thay đổi địa hình là cũng có nhiều cù lao sụp đổ nữa nha các bạn biển nước mênh mông là tự nhiên nổi cồn luôn biển hay là sông gì không biết mà nước mênh mông là tự nhiên có nổi cồn lên nó rất là lạ luôn tại vì thay đổi địa hình toàn cầu mà các bạn sông giàm nao là hiện nay đã nổi lên cồn mà trước tiên là à, giống như là nó cản trở cái sự mà lưu thông tàu bè nó mà nghe nói cái cồn này cũng nổi rất là lâu rồi nhưng mà kiểu như là hạ nổi xong rồi giống như là nó sẽ chìm xuống nó xẹp xuống rồi bây giờ tự dưng nó nổi lên cũng như thấy rất là rõ đó, đó các bạn người dân á là lại rất là vui mừng đó các bạn thấy không vì biết là lời tiên tri đã ứng nghiệm rồi vui đối với người cũng như là tu hành nè tại vì thấy cái sự mà lời tiên tri của các đấng mà gọi là hạ để lại cho mình thì bây giờ là đã ứng nghiệm rồi thì dấu hiệu á, cho người tu á, là sự chờ đợi của quân Thánh Đức khai mở đã thực hiện đó các bạn Biển mênh mông Phật nổi lên hòn Đất bằng sánh núi trời còn không hai Núi biển ít sao lại nổi thêm đó, Từ đây sắp tới coi như những cái lời tiên tri nè các bạn để ý nha Là bắt đầu nó sẽ coi như là ứng nghiệm nó sẽ ra hết luôn á các bạn rồi Đồng Nai mà Bắc Địa không im núi nào nha các bạn Theo Tiết Già nghĩ rằng tại vì cái đất Đồng Nai á, là có núi lửa Cho nên cái sự mà gọi là không có im á, là đúng rồi Nếu mà giống như chuyển thế á, thì có thể là ở dưới nó bừng vậy là có thể là núi lửa mà nó bừng vậy là rất là khổ đó các bạn thì nói chung là mình ráng tu thì coi như tất cả những cái gì là coi như nó biến chuyển mà giống như hả theo cái chiều hướng thiện lành bình an còn nếu như á mà dân chúng mà tu ít quá thì cái chuyện gì nó cũng ùng ùng tới hết đúng không có nhiều núi mà hạ dở coi như là có nhiều núi mà giống như là hạ nổi lên nó nhiều núi á, là giống như là nổ ra hoặc là dở ra rồi có nhiều núi lại nổi lên hiện tại đã nổi cồn rồi mà một hai trăm năm mấy trăm năm về trước là đã nổi rất là nhiều cồn lên rồi đó các bạn mà tại vì cái chuyện nó dài mấy trăm năm cho nên hả coi như là không còn ai mà nhắc lại nữa thì thường thường mà hả nổi cồn nổi hòn lên thì các bạn biết là cái nơi đó người dân á coi như người ta súng lại á các bạn biết không người ta sinh sống ở nơi đó nó rất là thiện lành đó các bạn tại vì hả theo một cái chiều hướng mà gọi là địa hình qua cái thời mà bình an đó các bạn tiết già chia sẻ nha hiện tại bây giờ là tại vì đang chuyển thế nó thượng quân mới khai mở thôi cho nên coi như cái chuyện mà thay đổi địa hình Chứ khi nào mà đã qua coi như chính thức cái thời kỳ mà thượng quân rồi Thì đất địa nó bằng phẳng nha các bạn Không bồi không lỡ nữa Còn hiện nay á, là đang cái thời kỳ mà lập đời nên địa hình thay đổi Các bạn thấy không? Tự dưng cái coi như là hạ sụp đất hạ Rất là nhiều nơi không phải Việt Nam mà Riêng về Nhật Bản hay là nơi nào cũng bị sụp đất hết đó các bạn đó là tiết già chia sẻ để các bạn đừng có sợ tại vì người tu là không có sợ gì hết luôn cái xác này đã bỏ rồi mà còn cái gì nữa mà sợ đúng không rồi cái lời tiên tri tiếp theo nói rằng là cửa cần thơ phật khiến xuất sơn mỹ tho phát hậu ký an một hòn nó ký an một hòn mà chưa biết hòn nào đó các bạn nói chung là thời kỳ chuyển đổi nên á cái chỗ á, thì sụp đất mà cái chỗ thì nó nổi lên hòn đó các bạn có thấy như vậy không nó rất là lạ hồng ngự á, là sao có sông ngang sơn trà rồi giác lời dí diệt chánh diệt tà sau này á, là giống như là hồng ngự á, là sau này có sông ngang sơn trà rồi giác lời dí diệt chánh diệt tà sông dọc cần lố khỏi mà mỹ tho đó đây là lời tiên tri để lại đó các bạn Dần dần sẽ ra hết nha Đồng cần lố núi nổi giáp dòng Nó núi nổi rất là nhiều Sông ngang sông dọc Tại lòng Phật tiên nó đây là cái sự sắp xếp của trời Phật để cho chúng sanh trên cõi ta bà này qua một cái đời thượng quân thánh đức qua một cái đời bình yên không có còn như là hiện nay à, giặc giả chiến tranh coi như là hả, bệnh tật hả, làm ăn rất là khó khăn đúng không các bạn cửa nhà bác có nổi nhị sơn núi sam tiêu mất thất sơn điện đền lúc nào cũng nói vấn đề thất sơn hết đó các bạn nhưng mà bây giờ thì chưa có tới nên là mình chưa có tin nó đợi cái lúc đến rồi thì mình mới tin đúng không các bạn mà khi mà đến rồi thì không biết mình có còn hôn mà để tin đó các bạn rồi hả sau này các bạn biết không gia đình còn rồi hả sài gòn mất rất là lạ hồn gia đình là cái khúc nào đó các bạn biết không từ cái chợ tân định mà một cái thời mà ngày xưa mà nhà vua đóng trong một cái khu vực đó một cái đất thánh đó đó các bạn bao nhiêu cây số vuông đó đã ấn định rồi đó các bạn cho nên hả sài gòn coi như là mất mà trốn thị thành á sao lại quá rừng cát chua trong dạ ớt rừng sát tâm ý nói rằng là bây giờ nè xây nhà lầu lên đi rồi đua chen nè rồi giành giật nè rồi tranh đua nè sao lại nó sập tiêu tùng hết luôn chỗ đó không ai dám sống hết thì nó thành rừng tại vì khi mà đất đã sụp rồi thì làm sao mà hạ người dân dám sinh sống các bạn thì dĩ nhiên là cây cỏ nó mọc lên thành rừng rồi nó nhưng mà cái chuyện này chắc có lẽ cũng còn cái sự chuyển biến cũng như là hơi lâu do nhân loại mà có tu thì cái thời gian chuyển biến nó chậm ra để cũng như là con em mình con cháu mình còn có được cái sự sống chứ nếu mà làm mà rầm rầm mà các bạn biết hôn là nó tiêu diệt hết luôn nhất là hãy những lần mà sụp đất các bạn thấy sụp không còn cái chén mà gọi là ăn cơm nữa nó rất là khổ Tại vì hả cái sự mà hạ giành giật tranh đua này á là sẽ thành rừng hết luôn đó các bạn. Coi như lời tiên tri nói rằng á là hả chỉ còn sót lại dùng đất thánh thôi. Các bạn biết dùng đất thánh là ở đâu rồi? Coi như là miền Tây là rất là nhiều dùng đất thánh nè. Ở Tây Ninh cũng rất là nhiều dùng đất thánh đó các bạn. Rồi có những nơi nào mà người tu á. Người hiền á thì còn sót lại. Nó ở tại Nhật Bản cũng có dùng đất thánh nữa nha các bạn, tại vì nguyên một cái khu vực đó coi như là hạ nhà ở chùa chiền rất là nhiều luôn. À, cái khu vực nào mà đất thánh đó các bạn biết không? là hả chính phủ nhật bản người ta không có cho mà hả giống như là mình làm ăn cái gì đó giống như nó không có được lành mạnh đó các bạn giống như là những cái nghề mà giết mổ những cái quán xá mà giống như là nhà hàng hát hò gì đó đó nói chung là đất thánh thì nơi đó thì coi như là chùa chiền rất là nhiều đó các bạn rồi đời này á, thì ông ba thới nói rằng con trong nhà nói chẳng nghe lời huống chi hàng xóm nói đời ai nghe hiện tại bây giờ coi như nó ngổ nghịch nó ngổ ngang rất là nhiều luôn trẻ con bây giờ coi như là đố các bạn mà giống như là dạy dỗ nó được nó, nó ngộ nghịch hả coi như là tột cùng luôn nó không cần cha mẹ ông bà đâu nhưng mà tiết già đã thấy coi như những cái hoàn cảnh rất là đáng thương nó tiết già cũng có những người thân mà gọi là giống như là chuyện này cũng xưa rồi nha các bạn mấy chục năm rồi chứ không phải là chuyện bây giờ cãi cha cãi mẹ chửi cha chửi mẹ rồi mắng cha mắng mẹ bỏ đi nước ngoài đi tây đi u tưởng sao cuối đời các bạn biết không coi như là hạ nằm trên mà cái sự mà hạ điên dại hôi hốt khổ sở bệnh tật không bao giờ mà có tiền để trở về quê hương đó các bạn bởi vì rất là khổ cho nên tiết già chia sẻ đây á, là cũng như là để tu tập với các bạn đừng có lo mà đừng có sợ nó tại vì khi mà mình nó hiểu được cái chuyện nó xảy ra như vậy thì mình nó biết rằng á, là mình phải tu để chi để cho mình coi như là hả tránh khỏi những cái khổ đau trên trần gian thương chúng sanh phật mới tỏ bài chẳng nghe lời phật hội này rã thay đó, đây là lời Phật tiên để lại cho chúng ta nha các bạn, không phải lời của Tiết Gia. Nói rằng á, là bây giờ hí hận không lo, gặp cơn bát loạn mà nằm co kêu trời. Đó, các bạn thấy không? Thì Trần gian coi như là gặp cơn bát loạn rất là nhiều. Nó chiến tranh nè, lũ lụt nè rồi bệnh tật nè dịch bệnh nè các bạn thấy không rất là nhiều luôn chỉ có nằm co kêu trời thôi nhưng mà cái lúc hiện tại này để chia sẻ để kêu tu á thì lại nói tu khó quá hoặc là như thế này thế kia không chịu tu Tiết già chia sẻ đây á, là để các bạn cũng như là buông bỏ để tu chứ không phải để sợ nha các bạn Tại vì những lời của Phật tiên để lại cho chúng sanh tu Vì thấy đời mạt pháp quá đau khổ Mà cái mạt pháp này các bạn biết đã cuối mạt pháp rồi Cuối cái đời mà gọi là hạ quân rồi cho nên ha, nó đau khổ mà nó chồng chất đau khổ luôn Rồi các vị thương xót chúng sanh mà lâm phàm Rồi ra sấm kinh, nè cơ bút, nè thức tỉnh người đời Vậy mà các bạn biết không Gặp người vô minh á, là lại nói tào lao Rồi còn có người á, đánh coi như các vị nữa các bạn biết không Ngắt nhéo hành hạ Các vị coi như là xuống trần gian này Các vị chịu đựng rất là nhiều luôn đó các bạn nhưng mà hả trong cái lúc mà các vị cũng như đi hành pháp hành đạo để ra kinh sấm cơ bút thì mình nhìn thấy coi như là mình không có biết là tại lý do mình vô minh thôi chứ nếu như mình đã giác ngộ rồi mình nhìn thấy nó rất là rõ các vị phải chịu đựng như vậy á, là để các vị cũng như cứu độ chúng sanh đó các bạn rồi những cái bài pháp những cái bài sấm truyền để lại ngày hôm nay coi như là tiết già đã học và chia sẻ cùng các bạn tức là những bài này của các vị đã hạ phàm xuống thế để lại cho chúng ta tu đó các bạn. Mình chia sẻ cho các bạn mong các bạn cùng mình tu tập vì đời coi như là đang chuyển thế rất là gắt gao và khổ sở đó các bạn. Video tiết già chia sẻ nó đây kết thúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn gặp lại video tiếp theo.